đôi ngàn đồng, 31 chồng, 31, 31 là 31, 31, 31, 31 cuộc sống gì đâu, sống gì sao, sống gì chắc không thể gì sao, cầu gì sao, ta hạnh phúc, có trong xương ta nói lòng ngóng chiều. Cho thêm bước chân này kéo dài, trước khi quân kỳ đứng ra cho ta đứng đi. Đèn lắp trong đêm vẫn ta tận biến đầu tiên. Một tàu bay bay sắp xếp vào một phần lớn, và còn được buông và hát còn được nghe trong tình yêu thương. Nắm được cuộc đời tránh con tàu đơn sao này, để mình cứ đi đến đây là có cơ hội lòng. Bao nhiệt nộ tình trong khi tôi thương theo một mong cầu. Nó hôn miệng trai hôn là có bầu xong đẻ bằng nách đau lắm. Bà mới nói không vậy? Có không? Bà mới nói, họ hậu ra đường không có chơi hôn là có bầu. Trời ơi, khùng ghê. Trai hôn là mình phải mừng không? Tại xấu nhà mình mà có người hôn là mừng đi con. Nha. Hiểu không? Vui lắm. Ờ, công nhận, tính ra má đẻ con trai gia đình mình có phước quá ha. Ừ.
là phước đức của má đó, má đẻ xấu hay đẹp là do má, phước đức của má thì của ba đó chứ phải của con đâu. Nhìn con gục má đi rồi nói chuyện nha. Thú má ơi, ai đẻ bà, ai đẻ bà, có đẻ không, có đẻ không? Thôi được rồi, không ai đẻ chị hết trơn á, chị đừng lỗ mẻ chị chui lên. Chị là cục đá đó, chị là cục đá mà nữ hoa nương nương có quăng xuống đây nè, chị tự bể cục đá ra. Chết mẹ mày, vẫn tu ngủ không quá vậy? Em đó. Thôi được rồi, được rồi, em là con ngủ không cho, con nghỉ cho. Được chưa? Mẹ hung đó, mẹ không sợ ung thư môi vậy hả? Trời ơi trời. Tại tôi hết. Cái gia đình này chỉ là tại tôi. Tại tôi. Tự nhiên biến thịt nghe nha bà nội. Tại tôi. Ủa? Kêu 115 cho nó coi có chuyện gì vậy? Má ơi, má kêu con hung má, mà giờ má làm biên kịch quá hết vậy má. Trời ơi, tôi tự biên kịch. Thôi các bạn. Chết mẹ. Thôi đừng có làm nữa, tôi sợ quá, tôi đi về đó. Tao mất cuộc ghê. Hồi xưa tôi nhớ tôi cũng không bóng như đó. Trời ơi, bóng như kia hết sưng. Thiệt trong đoàn này mày đếm đi sơ sơ trên sân khấu là mười mấy bà bóng mày hậu đài luôn. Khán giả len lỏi vài người nữa. Chưa có ai mà có một cái nét mà bóng dợm như mày luôn á. Mà hả? Bây giờ cũng thiệt như má. Sao? Mày muốn lấy nó thì gì mà mày cũng là người làm không có bầu á. Thôi tôi không có chịu đâu nghe, bữa đó tôi không biết gì chưa á. Mày đứng cái đó hơn cái lông mày ra. Đâm mày lôi gục bây giờ đây nè. Mày dùng đi đi. Má cho 20 cái dạng. Sao mày bắt gặp má cho 20 cái dạng. Má nói tham. Giờ này bán cái đeo hột sòn đó mà. Má cho sọc sòn chắc có đeo vàng nữa. Bây giờ ta thí dụ mày bắt gặp với ông livestream tao không nói nữa. Ông cũng là đàn ông, mày bắt cặp với nó còn bóng hơn mày nữa. Mày nghĩ sao nó làm cho mày có bầu được vậy? Thôi má muốn bà đóng cho vợ đi má. Trời ơi, đóng cho chồng mà xuống chớ bóp quá trời. Ủa chứ tôi có làm chồng đâu trời. Lại đây, anh trai nghe đây. Không, không, mình mày tin đó là con trai thôi chứ tao không có tin. Mày con trai không? Mày con trai, cắt lòng thì ghét đi trời. Lại đây coi. Thôi sợ tôi đi mà, thôi sợ tôi đi. Ừ. Đẹp cái này thì qua một bên đi. Căng quá à. Số thì đây. Mày thì đây, mày thì đây, mày thì đây, mày thì đây. Mày thì đây, mày thì đây, mày thì đây. Mày thì đây, chẳng ai chẳng biết lòng nào. Trả lại xa phước dưới cầm lăng. Cầm lăng giờ sớm rơi máu. Còn đâu một cái tay cao. Còn đâu kia thì hôm nào. Còn 16, còn 18 ngày. Chị chúng ta đọc dạy cho ai đọc dạy nó chính phủ tiếng thằng là bên trên nhà em cứ đuối chị mình ha.